Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ theo chân thầy Dương Quốc Định tới Việt Phủ Thành Chương ở Sóc Sơn để thực hiện một bộ ảnh áo dài. Đấy, hôm nay thì đích thân thầy sẽ sáng tác. Hãy cùng theo dõi buổi chụp ngày hôm nay của mình nhé. Tạo dáng cho mẫu, mọi người thì đã set up đèn xong và sẽ chụp theo những cái dáng mà thầy tạo. Đấy. Đây là một buổi chụp ảnh chứ không phải là buổi workshop, nên là mọi người phải tự cài đặt thông số như là chỉnh máy làm sao cho chuẩn nhất. Đây, đích thân thầy ra tay. Vậy là vừa rồi đã kết thúc buổi sáng tác của thầy Dương Quốc Định của các học trò. Thì các bạn hãy theo dõi cái clip mà mình quay bằng máy ảnh nhá, rất là đẹp đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.